ta sẽ tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Ta sẽ hoàn thành thần thông Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Ta sẽ hoàn thành 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Ta sẽ hoàn thành 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Ta sẽ hoàn thành 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp kèm theo. Ta sẽ hoàn thành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Ta sẽ hoàn thành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vĩnh viễn bứng gốc tất cả phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời. Chứng được quả vị giác ngộ cao tột, rồi phương tiện an lập, vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Ở cảnh giới vô dư y, niết bàn. Xá Lợi Tử bạch. Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Phật bảo Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đều khởi lên ý nghĩ, ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến ta sẽ vĩnh viễn bứng gốc tất cả phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, rồi phương tiện an lập, vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở cảnh giới vô dư y, niết bàn. Xá Lợi Tử, thí như loài đom đóm, không nghĩ như thế này, ánh sáng của ta có thể chiếu khắp châu thiểm bộ, khiến cho đâu đâu cũng sáng rực lên. Cũng như vậy, tất cả thanh văn độc giác, không nghĩ như thế này, ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến ta sẽ vĩnh viễn bứng gốc tất cả phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, rồi phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở cảnh giới vô dư y, niết bàn. Xá Lợi Tử, thí như ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu khắp châu thiểm bộ, không chỗ nào không chiếu đến. Cũng như vậy, đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thường khởi lên ý nghĩ thế này: ta sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến ta sẽ vĩnh viễn bứng gốc tất cả phiền não, thói xấu đeo đẳng nhiều đời, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, rồi phương tiện an lập vô lượng, vô số, vô biên hữu tình, ở cảnh giới vô dư y, niết bàn. Xá Lợi Tử, vì thế nên biết trí tuệ của tất cả thanh văn độc giác sánh với trí tuệ tu hành một ngày của đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn phần không bằng một, ức phần không bằng một, trăm ức phần không bằng một, ngàn ức phần không bằng một, trăm ngàn ức phần không bằng một. Phần tán số, phần tính đếm, phần thí dụ cho đến phần cực số cũng không bằng một. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát có khả năng vượt các bậc thanh văn độc giác, có khả năng chứng được bậc Bồ Tát không thối chuyển, có khả năng làm sáng tỏ đạo giác ngộ của Đức Phật cao tột? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực Ba La Mật Đa, an trụ pháp không vô tướng vô nguyện, liền có khả năng vượt hơn tất cả các bậc thanh văn độc giác, có khả năng chứng đắc bậc Bồ Tát không thối chuyển, và có khả năng làm sáng tỏ đạo giác ngộ của Đức Phật cao tột. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát trụ ở bậc nào mà có khả năng làm ruộng phước tốt cho tất cả thanh văn độc giác? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực Ba La Mật Đa, khéo an trụ pháp không vô tướng vô nguyện, cho đến an tọa trên tòa Bồ Đề nhiệm màu, thường làm ruộng phước cho tất cả thanh văn độc giác. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nương vào Đại Bồ Tát mà tất cả thiện pháp xuất hiện ở thế gian, nghĩa là do nhờ Đại Bồ Tát mà có 10 thiện nghiệp đạo, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Việc làm phước mang tính bố thí, việc làm phước mang tính giữ giới, việc làm phước mang tính tu hành, vân vân xuất hiện ở thế gian. Lại do nhờ Đại Bồ Tát mà có 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, các môn giải thoát, không vô tướng vô nguyện, các thánh đế, khổ tập diệt đạo xuất hiện ở thế gian.
Lại do nhờ Đại Bồ Tát mà có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa xuất hiện ở thế gian. Có cái nội không, cái ngoại không, cái nội ngoại không, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian. Có nhất thiết pháp, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn xuất hiện ở thế gian. Có 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ xuất hiện ở thế gian. Có tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, 10 bậc Bồ Tát xuất hiện ở thế gian. Có 5 loại mắt, 6 phép thần thông xuất hiện ở thế gian. Có 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian. Có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian. Có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian. Có vô lượng, vô số, vô biên pháp lành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật xuất hiện ở thế gian. Vì có các pháp lành như vậy nên thế gian mới có dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn trưởng giả, dòng dõi lớn cư sĩ. Vì có các pháp lành như vậy nên thế gian mới có các trời trong cõi tứ đại thiên vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Lượng Hữu Tình, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Giác Cứu Cánh. Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có trời Không Vô Biên Xứ, trời Thức Vô Biên Xứ, trời Vô Sở Hữu Xứ, trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác. Vì có các pháp lành như thế nên thế gian mới có Đại Bồ Tát và các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có phải báo ơn thí chủ không? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khỏi phải báo ơn các thí chủ. Vì sao vậy? Vì đã báo ơn nhiều rồi. Vì sao vậy? Xá Lợi Tử: Vì các Đại Bồ Tát là đại thí chủ đã bố thí cho các hữu tình vô lượng pháp lành, nghĩa là bố thí cho hữu tình 10 thiện nghiệp đạo, 5 giới cận sự, 8 giới cận trụ, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 3 việc làm phước mang tánh bố thí, chỉ giới tu hành. Lại bố thí cho hữu tình 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, các môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, các thánh đế khổ tập diệt đạo. Lại bố thí cho hữu tình, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện khéo léo, nguyện lành, trí lực, ba la mật đa. Lại bố thí cho hữu tình cái nội không, cái ngoại không,